Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nghiện game là bệnh tâm thần. Trong hướng dẫn phân loại bệnh công bố ngày 18 tháng 6 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nghiện chơi game được ghi nhận là bệnh tâm thần. Theo CBS, tại họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, tiến sĩ Shekha Sasena, giám đốc đơn vị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất thuộc WHO cho biết cơ quan này xếp nghiện game và nhóm bệnh tâm thần dựa trên các bằng chứng khoa học. Cụ thể, não người nghiện game bị kích thích tương tự khi sử dụng ma túy và nhu cầu điều trị chứng nghiện game đang tăng cao khắp nơi, đặc biệt là châu Á. WHO nhận định việc phân loại rối loạn chơi game như một chứng nghiện độc lập sẽ hỗ trợ chính phủ, gia đình cũng như nhân viên chăm sóc sức khỏe thận trọng hơn và biết cách nhận diện các nguy cơ. Tuy nhiên, động thái này nhanh chóng dẫn đến những phản ứng trái chiều. Chúng ta cần hiểu rằng, không phải đứa trẻ nào thích điện tử cũng nghiện game. Tiến sĩ John Harvard, phát ngôn viên Hiệp hội Tâm lý học Anh nói, bà Harvard cảnh báo bản hướng dẫn mới dễ khiến phụ huynh lo lắng quá đà, từ đó tạo gánh nặng cho nền y tế. Ngược lại, tiến sĩ Harinta Bendajon, phát ngôn viên khoa ngành hành vi nghiện tại Đại học Tâm thần Hoàng gia Anh, đánh giá việc phân loại là vô cùng cần thiết để kịp thời hỗ trợ những người nghiện game, chủ yếu tuổi vị thành niên. Trên thực tế, bà đã gặp không ít gia đình tan nát chỉ vì con cái nghiện game đến mức bị đuổi học. Nghiên cứu chứng nghiện game suốt 30 năm qua, tiến sĩ Mark Griffith, giáo sư hành vi nghiện tại Đại học Nottinghamshire, Anh cũng ủng hộ quyết định của WHO. Từ quan điểm tâm lý học, video game giống như một dạng cờ bạc, chỉ khác ở chỗ cờ bạc dùng tiền, còn game dùng điểm, tiến sĩ Griffith lập luận. Xem nghiện game thành bệnh tâm thần sẽ giúp nhận diện vấn đề và tăng cường chiến lược điều trị. Ông Griffith lưu ý tỷ lệ game thủ bị nghiện là rất nhỏ, chưa đầy 1% và thường mang sẵn các vấn đề như trầm cảm, rối loạn, lưỡng cực, tự kỷ. WHO ước tính con số này khoảng 2-3% bộ phận chơi game, dù không quá nhiều nhưng vẫn cần thận trọng. Hãy lưu ý nếu game ngày càng lấn lướt các thói quen khác, ông Sasena khuyến cáo. Nếu việc chơi game ảnh hưởng đến học tập, làm việc hoặc hòa nhập xã hội, bạn hãy nhanh chóng tìm sự giúp đỡ.